Đầu xa tại cái phép dương chân tăng bì dương nó khó mê ngó tha. Nữ sẽ cứ thở chân, nữ phó cứ thở chân. Chân tới dương có cơ tha vì chỉ đứng phòng mặt đá. Dương ớt cơ tha miên vì thi xa không ca ru hôn nơi xe tí. Đôi câu chùm bởi chân chân năng này. Năng này. Nhà Catherine Harry, tay tay Pratana, trong bộ đoàn ông này ở sạch đấy. Miễn sật nị dây âm pi bật thiên đạo bọt đài từ đầu bàn kia chặt tục thả chỉ cài hàm khuẩn. Ở đó sắp khét cứ chia kê hạ tổng bộ vip lọc nơi Campuchia. Đài bắt đầu xâm khăn khẳng tên lơ ca ọp rung phơi phết. Cả đôi chia xa mập hiệp dân đỡ. Nâng bà nhà và bà thò đài chanh bí tu sản áp tòa rồi bọt sạch trầy. Chân tỏ dương tự chụp khét trình ngọt khi nên thả ta còn miễn vị thi xa. Rồi có rập biệp nhạc đôi mở đây đài bà đài khai vip lọc rồi bọt cốt. Ở bàn tự chụp chơi nâng khăn bằng đài internet. So, let's go. Chấm chăng đơn thành trẻ ta mà dạy ở đó sắp khét á ta khét to luôn sân khâm tha ban chưa rụp đó sài nơi bánh hà nơi không sân công dương dạng được mình định cả là ai phép bà này bên dạy bị ốc bà sạc thông chuyện kê vốn á cứ nhóm cầm bông tạp chia dương và dụt to tăng cho mùi nóng bạc được bọt sân công nhóm mình mến to tăng cho mùi nóng mình đúng mình ấy nhóm cầm bông tạp to tăng cho mùi nóng bọc quan sân công đại miến nơi không sân công dương tăng bi rộp quan cho nam ơi của dương đơn ai tha bánh hà hơn xa nơi không cửa xa hơn xa dân đó cứ chụp bánh hà thông mùi nơi không sân công bác bó đó sạch trây bác bó đó căng nghĩa là bỏ quạt, bác bỏ đo tầng công là bỏ quạt, tầng phâu chật là bỏ quạt hay bê khác, cứ bác bỏ đo là dụ chỉ vật bỏ quạt tiền. Chẳng ở khách anh lực chỉ ưu tờ hót chắc này mà này thật ta miên tù sản ấy kê đấy để bác bỏ đo mình được sử dụng tù mà chìm sẽ nơi bật tế cảm chìa. À lỡ dương lực ưu tờ hót mùi được kênh giấy tha mình được sử dụng được cả nạp so chẳng bác xong đập lại hói tụ bây giờ liêng mấy có ạc xa đấy đàn ít cứ kê chong xâm đảo tư lưu bà mẹ cha rầy thà bác xong bà mình được sử dụng bạch bà mẹ cha rầy hay tụ bây giờ mấy có quát chìa mình đúng mình lo rồi có ạc xa là thò rồi có chìa con sầy để khát lệ anh chẳng á vì cứ chìa xong đa bì để vì ạc xa phép xâm rạm nụ sầy á hãy đặt cùng nghiệp tờ lơ bộ quát hay có bật sở đấy phiệp thằng này phơi phê từ lớp bộ quạt đề đôi khi này dạy mùi tiết chẳng bị mùi tiết kia dạy tha âm nước sấy bài hiền khu phê kia tụ bài hiền khu pana còn nơi tại khai chụp bồn kê đề chẳng dương cất mơ mở nơi phê để dương dạy chẳng cứ dương cầm bông tè prap nước sấy tham bài không prang từ riêng khu từ riêng đom master từ riêng đom phd ấy phủ công tập phơi chụp bồn kê đề lệ đặc biệt ní mình thầm tè cầm nọt mà hai chữ ta là bom nước sấy cầm nọt sạc cái đàn phô là bom nước sấy hề phần tai dương cầm bông tè cầm nọt thôn thiên mình đề viên đồng papo đo sừng côm dương tam đi ở đó sắp khét ban khơi khét ban chơi rôm chỉ mùi nừng sẽ khai sờ la cái đôi chia tam sờ la đi anh chẳng á đại miền cao bờ phía xa nơi tu tăng bờ tê đại này gì ông pi bờ thiên bọt xem xem nè đôi ho bờ thiên bọt tại toàn pi ca mọt đời đôi bọt sập tây sau có phiêu phơi phết chẳng chọn đường hà ta tam đi ở tiếng anh nắng khét ban khơi phiêu chỗ kê kì kha pe để nhắm thưa từ bồn rồi có pe để nhắm nơi mấy cứ cái anh vậy pi hướng nông hề pe đại thang ông ca ta này nôm như sờ la chẳng đom clear in ban một chân nhảy bẩn tay nơi pe để tao vậy chỉ mùi bộ quạt quan vậy ha, bây giờ quan mơ việt ấu nhầm hái thôi quan miền phía phía hàn không ca xoay vô bị vật thiên bọt tầng ở nâng không ca này dễ bị vật thiên bọt tầng ở nâng nhóm có chỉ prey mà mới được đài mui ví dụ cho đại ban mơ việt ấu bao khát bàn thờ na cột mi tất cả đại tạ tôn tân sự trời tạ tôn tân sâm phiêu nhật đời ai ai bây giờ chấp ram á na bây giờ cột video đại khát bàn chạy nâng khơi tham miên mặt tệ nó không nâng kia chấp ram miên cao phía xa cái này cái gì chấm rong chấm bạch hay chẳng hạn á, chắc chắn là bỏ từ p và liền môn đồ bộ với nhà ta hay đấy bạn chỉ khen miền ca chấm rồi thực chất hay ở bậc ở đó sắp khen từng là ca bị nhom nó không mềm ca bị dụ đập pi cho nam ấy nâng cả nâng riêng thanh thì bầm mũi á hay khơi đo mê riêng mũi đập mê riêng nước tận tăng tận nâng bầm rải bầm rủ riêng cài phần tai chạm tháp pe tận đo mê riêng nó cứ khổ ở biển này khổ tha dương đông luôn tràn dương này chân dương bệnh hiền pi bệnh thiên bọt tận ở nâng này chân có chấp đau miên là rắm tha dương miên cổng vạc tha nơi không tẹt tông ở tẹt tông đang bệnh thiên bọt ở sau cổ phía phía pe nâng ấy hai pe để chấp đau thơ ca nó ong ca nâng chấp đau riêng pi bệnh thiên bọt tận ở nâng có chấp đau cơ tha
ប្រធានបទទាំងអស់ហ្នឹងវាសំខាន់ប៉ុន្តែគេអត់និយាយពីរឿងហ្នឹងដោយបើកចំហឯងក្រៅពីអង្គការគឺអត់មានអ្នកគេនិយាយទេអញ្ចឹងហើយគាត់ថាបើសិនបើមានអ្នកណាគេមួយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជាអ្នកមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយពីប្រធានបទទាំងអស់នោះដោយបើកចំហក្នុងនាមជាបុគ្គលជាជាងក្នុងនាមជាអង្គការមួយព្រោះគាត់ថាបើអត់មានអ្នកនិយាយទេចំនួនក្រោយក៏នៅតែអញ្ចឹងចំនួនក្រោយមួយទៀតក៏អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ដើមសេប្លុកចាប់ដើមបង្កើត Adobe Softcast មកថាខេតជឿលើសំណាងអត់ខ្ញុំជឿថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានជោគជ័យគឺមាន3ធំធំទី1សំណាងទី2ការខិតខំទី3គឺ privilege ហើយខ្ញុំគិតថាកត្តាទាំង3នេះគឺអត់អាចដកមួយណាបានទេបន្ទាប់ពីខេតបានចាប់ដើមដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងតើខេតមានគេថាក្តីរំពឹងទុកសម្រាប់Adobe Softcast ផ្ទាល់យ៉ាងដូចម្ដេចក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំចង់ឲ្យ Adobe Softcast ខ្លាចទៅជាចលនា Feminist Movement មួយនៅប្រទេសខ្មែរយើងដែលប្រមូលផ្ដុំស្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីទាមទារសិទ្ធិដើម្បីបញ្ចេញសំឡេងរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញថាយើងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនហើយយើងក៏មានសិទ្ធិយើងក៏មានសំឡេងពេលដែលខ្ញុំឃើញនៅទិវាសិទ្ធិស្ត្រីមានស្ត្រីរាប់ម៉ឺនអ្នកគាត់ដើរតាមផ្លូវគាត់ទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់លើកកម្ពស់សិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកតែបាននិយាយពីសង្គមខ្មែរយើងជារួមវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្នុងពេលអនាគតសង្ឃឹមថានៅក្នុងជីវិតខ្ញុំណាគឺទទួលបានសមភាព gender គឺទទួលបានគឺប្រទេសមួយខ្លះទៅជាប្រទេសមួយដែលមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាមនុស្សទាំងអស់គ្នាគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគឺមានឱកាសដូចគ្នាចង់ឃើញប្រទេសខ្មែរយើងខ្លះទៅជាប្រទេសមួយដែលមនុស្សស្រីអាចដើរទៅយកបានដោយមិនខ្វល់ថានឹងត្រូវបានគេបៀតបៀនអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយហើយមនុស្សប្រុសនឹងមើលទៅមនុស្សស្រីដែលក្តីគោរពនិយាយទៅហើយមើលទៅដូចជាស្មើភាពជាមួយនឹងគាត់ដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងឃើញនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនៅពេលអនាគតមានភាពក្លាហានក្នុងការក្រោកឈរការពារគោលជំហររបស់ខ្លួនយើងព្រោះនៅពេលដែលយើងរួមគ្នាសម្លេងរបស់យើងនឹងអាចធ្វើឲ្យមានរលកនៃការផ្លាស់ប្ដូរបាន